Tai nạn lớn nhỏ ở nước nào cũng có, nhưng ở Việt Nam là quá nhức nhối. Trước tiên là do yếu tố con người không chấp hành giao thông tốt. Thứ hai là cơ sở hạ tầng quá yếu kém của Việt Nam. Khách du lịch nước ngoài, kể cả những người Việt Nam đi sống ở nước ngoài lâu năm, một khi đến Việt Nam, sợ nhất là giao thông.